Đây là quang cảnh của những ngày Tết. Chưa biết là như thế nào nhưng mà năm nay là một năm là vô cùng là khó khăn cho những người dân biển đảo, đặc biệt là du lịch và nghề biển. Và đây là cũng là ngày 27 Tết và chỉ có anh này đi được từng ngày cá thôi. Anh để em con lấy xíu ngay. Đây là một vụ kiếm hôi cũng có hấp dẫn con. Lấy chơi lên đá. Lấy cô đó hả? Phải không? Con chạy xuống đây chứ. Con này con ký mà. Thân hả? Mấy vàng để lỡ con. Một để em con đáo này. Ờ đó. Để em con lớn tí để tất niên. Chạy để em con lớn xíu vậy chị. Còn đó mà. Chạy đi mũi dân phán con lần lắm. Chạy. Chị để em con lớn vậy. Này con này. Để cho quay. Đi hoặc quá đi. Cho đi quá bỏ. Quen đây. Ủa, cũng ok quá vậy. Đây là anh cho. Còn cậu có mũi thôi, cậu có dây, cậu phát. Cậu mũi đó, cậu có mũi đó. Ông ấy cơ xuống quá. Ngốt kim rồi. Anh để đi cho em con lớn chứ anh. Đây rồi. Con một ký đi nè, 1 ký móng. Anh hết cho con lớn đi, cho lớn đi, em cho con lớn luôn. Có đây là móng gì ngon trời. Có này nè. Mình bác sâu bị thỏa vô. Có đây rồi rồi trời không có liệt cầu. Liệt sâu thỏa vô hả? Bán liệt cầu không hả? Rồi dốt ra. Hơi chốt được đi hả? Con rồi. Đó, là mấy con rồi. Đi là ăn tới chấm cửa rồi chứ nữa. Hả? Mười mấy ký là hơi tiền rồi đó. 6 tiền có đâu đó. Ngã đến khe chụp xuống. Đừng mất được chưa? Ấy, ông ấy ông mua để lại cho ông bóng lùng con. Đừng bóng không ai chỗ bay tan chân đá đó chồng. Ấy, đừng ngu nha. Đó, bóng không nha. Con này gì là để có phức phức. Em muốn ấy nha. Anh lá chưa? Rồi, em có rồi. Trời rồi rồi kéo lại đúng không hả? Bỏ gì? Quá tư. Có to hơn hả? Mười hai cái nữa còn hai cái đi. Sáu triệu đó. Con là có đó là ý được đi. Chị lâu phan bỏ cho con căng quá nghe. Vừa thấy có hấp dẫn quá là mới thức phim kỷ niệm ngày cuối của Tết. Hai con. Được chưa đó. Hai con. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Dì sẽ đưa tiền sau. Đây là hai con cá là mình mua của từ anh Đáo về. Là 2,5 ký thì mình sẽ làm món kho phốt phớt và chiên xù mọi người xem và thưởng thức như thế nào. Nếu sau này mà ngon thì sẽ đến ủng hộ được chưa?